Có nghĩa là cái trái này á thì thường á mình đúng chính xác sạch răng nè. Nó là organic luôn, nó sạch dữ lắm. Đặc biệt là bao tử. Để lộ một cái dài dài chín chín cho mấy anh ăn thử. Ok khó có gì. Tôi thấy tôi ăn không em đúng mà. Đúng rồi. Cái bông đẹp quá ha. Dạ bông quá đẹp. Quá đẹp. Bông quá làm gỏi á. Gỏi á. Ngon quá. Cái trái này thì là nấu canh chua bằng với cá ngát ở sông này nè, rất là tốt, ngon, ngọt thanh. Có không? Bữa hổm cái nhánh lòng này nó lú lú và bự lắm. Ok. Trời ơi, món này ăn tốt mà. Món này ăn tốt sức khỏe anh thật á, về bao tử luôn nè. Đúng rồi. Thơm, chín nó thơm lắm, ngon lắm. Để kiếm hát để chín cho mấy anh này ăn thử. Chín được quá đã rồi.